Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 75 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam được triển khai có tổ chức và hiệu quả từ Trung ương tới địa phương. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng và đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cùng nhau nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và hướng đến việc xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai. 75 năm qua, công tác phòng chống thiên tai ở nước ta đã có nhiều bước tiến vượt bậc với nhiều đổi mới tích cực, hiệu quả và hướng đến sự nghiệp chuyên nghiệp. Lịch sử phòng chống thiên tai của nước ta đã có từ lâu đời và ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân. Nhưng ở thời nào cũng vậy, đắp đê, ngăn lũ bao giờ cũng chiếm vị trí quan trọng. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn đổi mới, với nhiều thành quả phát triển kinh tế, đất nước ta mới có điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư đồng bộ và nâng tầm công tác phòng chống thiên tai trên khắp cả nước. Những công trình thủy lợi mang tầm cỡ thế giới có khả năng chống lũ với tần suất 500 năm được xây dựng như hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, đảm bảo an toàn cho hạ du. Những công trình thủy nông lớn trên khắp cả nước, Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Bắc Nghệ An, hệ thống hồ Dầu Tiếng và nhiều công trình trải dài khắp đất nước đã góp phần phòng chống thiên tai hiệu quả. Dọc miền Trung, hệ thống hồ chứa cắt lũ được hình thành như Cửa Đạt, Bản Mòng, Ngàn Trươi, Cẩm Trang, Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, Định Bình. Nhờ đó, những trận lũ tần suất 200 năm được chế ngự. Chính phủ cũng đã ban hành các quyết định 58667-2068 nâng cấp toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, tạo nên tuyến áo giáp bảo vệ hệ thống đê điều. Trước đây như vậy tức là khi vỡ đê là thường xuyên xảy ra, mà mỗi lần vỡ đê thì tai họa vô cùng. Sau khi hòa bình lập lại đó, thì Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết phải trị cho được cái lũ sông Hồng. Thì đã tiến hành quy hoạch sông Hồng, thì đã đầu tư và liền tổ chức nhân dân là đắp một cái hệ thống đê cho đến nay rất là vững chắc. Ngoài ra thì đã đầu tư rất là lớn để xây dựng các công trình ở trên thượng du, từ để mà khai thác cái nước tài nguyên nước của sông Hồng, đồng thời tức là cắt giảm lũ ngay từ đầu nguồn. Xác định tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, ngày 3 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai. Cũng từ đây, công tác phòng chống thiên tai đã có bước khởi sắc toàn diện, từ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống phòng chống thiên tai các cấp, nâng tầm chống chịu ứng phó thiên tai từ các công trình, cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc ứng phó và quan trọng nhất là sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Cái nhiệm vụ về phòng chống lụt bão bây giờ nó rộng khắp và nó toàn diện và nó đòi hỏi ở trình độ cao hơn. Cho nên nhất định chúng ta cũng phải xây dựng một cái khoa học và công nghệ nó phù hợp với điều kiện mới và nó ứng phó được với điều kiện mới và phải đặc biệt là trang bị được cho người dân cái đó. Thống kê bình quân 10 năm gần đây cho thấy số lượng người chết giảm được 38%, tổng giá trị thiệt hại về vật chất bình quân giảm được 29% so với 10 năm trước. Đây là những kết quả và thành tựu to lớn mà cả hệ thống đã đạt được. Bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức khi thiên tai gần đây ngày càng cực đoan, khốc liệt hơn, vượt các mốc lịch sử. Các nước thượng nguồn gây nhiều tác động làm ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh của một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người đã và đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Chặng đường 75 năm qua của công tác phòng chống thiên tai, chúng ta đã kế thừa cái sự nghiệp hàng nghìn năm của dân tộc. Chúng ta đã nỗ lực kể cả công sức, trí tuệ và xương máu để bảo vệ đất nước. Trong thời gian tới, chúng ta cần phải khắc phục những cái tồn tại cũng như phát huy những truyền thống tốt đẹp đó để chúng ta tăng cường thêm, quyết liệt hơn trong cái lĩnh vực phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. 75 năm qua, gánh vác sứ mệnh bảo vệ nhân dân, công tác phòng chống thiên tai là niềm tự hào của toàn dân tộc. Thành quả lớn nhất và niềm tự hào xuyên suốt quá trình chính là sự chung sức, chung lòng vượt khó, không ngại gian nan vất vả, kể cả hy sinh tính mạng của lực lượng cộng đồng tham gia công tác phòng chống thiên tai, góp phần mang lại sự an toàn, bình yên cho nhân dân, cho dân tộc đến mãi ngày sau.